Thưa quý vị, trong đêm nay gió đông bắc vẫn còn dồn hơi rét xuống, vì thế nhiệt độ ban đêm tiếp tục giảm thêm. Thấp nhất về đêm và sáng ở các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ giảm xuống còn từ 9 đến 11 độ. Còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, đêm nay nhiệt độ cũng giảm chỉ còn từ 13 đến 14 độ. Sang ngày mai, khối không khí lạnh không còn tăng cường thêm nữa, mưa cũng không còn, trời khô ráo hơn, nên nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ sẽ tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ. Ở vùng núi và Trung Du, nhiệt độ tăng lên mức từ 16 đến 18 độ, còn ở khu vực đồng bằng, nhiệt độ là từ 19 đến 20 độ. Với miền Trung, trong đêm nay và ngày mai, suốt một dọc các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Ninh Thuận đều có mưa nhiều nơi. Trong đó, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi là vùng có mưa to nhất, với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai từ 70 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Vì thế, khu vực này chính là vùng có nguy cơ về lũ cao, với biên độ lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận. Ở thượng lưu các sông từ 3 đến 5 mét, hạ lưu từ 1 đến 3 mét. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở Trung Du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận. Mưa nhiều khiến cho nền nhiệt ngày mai ở Trung Bộ vẫn thấp. Trong đó ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ từ 17 đến 19 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cũng không nơi nào vượt quá 23 độ. Vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nền nhiệt ngày mai duy trì ở mức 24 đến 26 độ, trời cũng rét nhẹ về đêm và sáng, lạnh vào ban ngày. Chỉ riêng khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ vẫn duy trì trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Ở phía Nam, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ đang có xu hướng giảm dần. Trong đêm nay và ngày mai, mưa chỉ còn duy trì mức rải rác ở khu vực phía Đông của các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk. Còn với khu vực Nam Bộ, mưa rào rải rác ở các tỉnh miền Tây. Mưa giảm nên nhiệt độ trong ngày mai ở phía Nam tăng nhẹ. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 đến 33 độ. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ vẫn duy trì trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh.